Nguyên liệu hôm nay đó cả nhà, hôm nay thì em làm móng chân nha. Thì nguyên liệu hôm nay của em gồm có nè, thịt heo này là em mua nọng nha. Nguyên liệu em có hột vịt nè, cà rồi, này là mình để thank you.
nhiều luôn. Đó, nhà có cây xài mà phải hoài không hết luôn, cái nhà cháy quá trời luôn rồi, xung thơi luôn nè. Cái này thì nó còn ngon. Cái nhà phải xuống nè. Hai trái luôn, cái này già hơn thì mình để ăn sống, thì cái này chút mình ăn với mắm luôn. Bây giờ mình đi ra nè. Thì bây giờ Ngọc sẽ dẫn cả nhà đi xem cái vườn mai mà Ngọc đã trồng. Đây, mai bây giờ nó lên tốt, nó rơi luôn rồi cả nhà. Thì hôm trước Ngọc cũng có nói với cả nhà mình là mai Ngọc mua ở Ngọc có mua ở Bình Chánh đó cả nhà. Thực phẩm là Ngọc nói với mấy thằng gốc mình đó. Thành phẩm thì Ngọc mua 4 triệu gốc đó cả nha. Bây giờ là xanh tốt dữ lắm luôn nè, rất là tươi tốt luôn. Đó, Ngọc vô chậu nè, trong chậu này chậu lớn rồi nè, đúng ngay rất là tốt luôn, rất là đẹp nha. Ngọc này cũng chậu nè. Đó, đây là nguyên cái vườn mai đó cả nha. Bây giờ ra đọc non nè. Bây giờ mai đang ra đọc non nhất chân cả nhà. Thì giờ mai này đó thì em trồng được 3 tháng rồi đó. Được 3 tháng rồi. Bây giờ ra đọc non nhiều lắm. Lá thì lá nào lá nấy nè, khủng quả thôi. Thường thì em nghe nói là cái lá mai nó to thì cái bông nó sẽ to luôn cả nhà. Nè, trời ơi, cái lá nó bự. Giống mai nhỏ Ngọc ương nè. Giờ lên được bao cao rồi. Cái này không mà nắng lắm. Núm lụng gì đâu. Xong. Rồi. Cái tô mắm nãy giờ thì nó cũng muốn đặt rồi đó. Để đi kiếm cái nha. Em có thấy rồi, đâu không biết. Em hái đậu lòng nữa nè. Một hồi mình chấm mắm nha. Món này là ăn ha. Quá đã luôn. Thấy cái trái này nè. Mình hái xuống mình ăn liền.
có nghe cả nhà, không thuốc không phân nha. Nhiều cũng đủ rồi, cả chục trái rồi đó, quá là ngon luôn. Thì mình đẩy cái lòng đỏ hoặc vịt này đó nha, lên lớp mặt cho nó đẹp nha. Tùy theo anh chị nha, nếu mình muốn ăn nó đặc nhiều thì mình để nhiều trứng vô, còn mình muốn ăn về dừa thì để ít trứng nha cả nhà. Không biết sao em lấy ra nữa đây. Mời trà xuống ruộng. Mời trà xuống ruộng. Bưng cái nồi này xuống đi để nóng. Đó, bưng cái nồi xuống đây. Tay vô mình móc lên. Nè, thằng tay vô móc lên đi. Nóng không? Nóng. Đó. Quả đó cả nhà ơi. À, anh chị em nào nếu mà ăn đặc cho nó đặc nhiều á thì mình để trứng thiệt nhiều, còn em với Út á ăn ít. À, ăn không có đặc thì mình để ít trứng lại nha. Rồi bắt đầu mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà cùng chơi. Mời cả nhà cùng ăn cơm với em nước đặc nè. Mời cả nhà cùng ăn cơm với em nước ngọt thôi cả nhà. Rồi mời cả nhà nha. Dùng trước cái đậu bắp nè. Ai ăn đặc thì để trứng hơi nhiều nè. Cái này. Cảm nhận lúc ngon quá trời. Còn không có gì kỳ khó, chỉ sợ lòng không bền. Lúc nó hôn nó thèm mắm chưng, là có mắm chưng liền. Ngon lắm con Ngọc. Không miếng của hành nè, miếng ớt à. Ngon quá ngọt. Ngon. Thịt quá. Ngon. Cái này ngon thật. Ngon. 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 Nước cát thôi, nước cát cà, còn như là nguyên liệu ở nhà hết trơn luôn. Rau này rau Út Ngọc ở dưới em cầm nhà nè. Nói rau lại. Đậu bắp cũng nhà luôn, đậu gầm cũng nhà luôn, cầm luôn nha. Cái này là không có phân, không có hút gì trơn đó nha. Tự nhiên luôn á. Nhà trồng sạch an toàn. Mà có cái sâu nó đục quá trời à. Mà không có thịt sâu, không có thịt suốt nữa. Đáng lẽ là có cải nữa đó, này có cải nữa đó mà sâu nó ăn hết rồi.
đáng lẽ là cái tô mắm này nè là thường thường người ta chân thì nó sẽ đặc á, còn này nãy em kêu từ để chừa nước nước có nước chấm ăn cho nó ngon. Úp ơi, ăn còn nước thôi vậy đó, cả nhà chấm á. Ba gọi nè, mắm nè ngon một cái nghe, mắm bữa nay mua vừa ăn mà nó thơm luôn. Sáng giờ chưa ăn cơm á, chưa ăn gì chưa? Ừ, hủ tiếu bắp chấm luôn, ngon cực kỳ luôn, nó giòn mà rau bắp mình mới hái nó ngọt. Rồi cả nhà ơi, sớm giờ á, nồi cơm hồi nãy thì cả nhà mình đã thấy đó, giờ em với Út thì ăn còn được nhiêu nè, quá trời no bầu luôn rồi, nói chung là quá xá đã luôn đó cả nhà ơi, quá xá đã luôn đó chứ không phải là quá đã nữa. Lần đầu tiên á em cũng mới ăn trái đậu bắp sống ở nhà, trước giờ em ăn luộc với nước thôi mà công nhận nó giòn mà nó ngọt nước dữ lắm luôn, giòn mà ngọt nước luôn đó. Mình mới hái á, nhớ mình lớn uống nó cũng hái luôn cả nhà, đậu bắp nó mới lên có thêm mình lớn mà cũng hái luôn nè, trái người ta mình lớn người ta hái, trái mình lớn nó hái nè, ăn ngon luôn nha. Ai mà có vườn đậu bắp cặp bên mà Út nó hái kiểu này ăn chắc chúng quánh chết luôn. Không mà nó ngon, giòn cũng ngọt. Rồi, quá là ngon rồi, nó nổi rồi. Thì hai chị em cũng kết thúc video tại đây. Mình cảm ơn cả nhà đã đồng hành và ủng hộ hai chị em của em nha. Kênh Ngọc Đào An Giang thì mong anh chị em cô bác nếu thấy hay thì ủng hộ cho em một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Để giúp chị em có động lực để ngày ngày ra nhiều video hay hơn, thú vị hơn nha. Cho kênh em được đề xuất nha. Chào, rồi, cả nhà. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.